Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Lucy và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị có tên là Chuyến xe lúc nửa đêm. Ok, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Bây giờ là chúng ta sẽ cố gắng lấy được cái ending 1 các bạn nhé. Chúng ta sẽ cố gắng lấy cái ending 1 bởi vì chúng ta đã có 4 cái ending kia rồi. Theo mình tìm hiểu là chúng ta sẽ lái một mạch đến cuối đường luôn. À đây đây đây, hình như là vẫn phải đón những cái người này. Vẫn phải đón những cái người này, nhưng mà không đón cái... Không đón cái người ở cái trạm 666 các bạn ạ. Kìa. Không đón cái người ở cái trạm 666. Còn lại là chúng ta sẽ đưa đón như bình thường. Ui. Sẽ bỏ qua trạm 666 các bạn nhé. Còn những cái người khác thì chúng ta vẫn cứ đưa đón. Đây rồi, đây rồi. Đến cái trạm này là thả cái ông già này xuống này. Đây rồi, đây rồi. Chúng ta sẽ dừng ở đây để thả cái ông già này xuống. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đón hai cái vị khách nữ. Cố lên nào. Chúng ta vuốt con mèo này thì chúng ta sẽ kiểu được thêm cái điểm bình tĩnh. Thêm cái điểm bình tĩnh thì con ma nó sẽ không ám chúng ta các bạn ạ. Xe buýt này đi hơi chậm nhỉ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Còn một người nữa. Đón tất cả mọi người nhưng mà bỏ qua trạm 666. Ok, ok. Tắt cái đài này đi, không nhỡ nó bị kiểu bản quyền các bạn ạ. Nhiều khi nhạc nó bị bản quyền ấy. Đây rồi, đây rồi. Đón thêm cái người này. That was my stop. Go back. Go back. Được chưa? Thanks, driver. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ thả cái người này ở cái trạm tiếp theo, bỏ qua trạm 666. Đến sắp tới nó sẽ có một cái anh giai. Anh giai này là cái anh giai mà chạy nhanh hơn cái xe của chúng ta đang đi. Đây rồi, anh giai này. Rồi, đấy. Anh ấy không lên đâu. Chúng ta sẽ đi. Chúng ta đâm vào cái gì vậy? What? Xe làm sao vậy? Ở đây, đi được rồi này. Chả hiểu bị kẹt cái gì các bạn ạ. Chắc là con ma nó giữ xe của chúng ta lại. Bây giờ là sẽ tới cái trạm 666 à? Nếu mình nhớ không nhầm là bây giờ sẽ tới cái trạm 666. À không, ờ đúng rồi. Cái trạm 666 các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi qua cái trạm đấy. Thả hai cái chị này ở trạm 667. Đây từ từ, chúng ta phải nhìn xem cái trạm này là trạm bao nhiêu. Nếu mà là trạm 666 thì chúng ta sẽ phải bỏ qua. Nhìn xem nào.
À đây là 665. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Yeah, that guy was right. Bad vibes on this bus. Cả hai chị này đều xuống này. Đấy, cả hai chị này đều xuống. Stay safe out here, okay? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua trạm 666. Sắp tới là trạm 666 này. Đấy. Không được quay lại bạn nhé. Quay lại là con ma nó bắt chúng ta ngay. Không được quay lại. Đây, trạm 666 nó ở trước mặt kia rồi. Chúng ta mà quay lại là con ma nó bắt chúng ta ngay. Đây, trạm 666 đây. Không không đón cái ông này lên nhá. Không đón ông này lên, bỏ qua luôn. Rồi. Sắp tới là sẽ có một cái trạm 667. Thì có lẽ là chúng ta... À không không không, mình nghĩ là chúng ta sẽ cứ đi hết đường luôn, không đón ai nữa. Đi hết đường, đi hết cái đường này luôn các bạn ạ. Không đón ai nữa. Đi hết luôn, đi hết luôn, không đón nữa. Bây giờ mà quay lưng lại là con ma nó bắt chúng ta ngay này. Các bạn có thể nhìn thấy là có cái con ma nó ngồi trong xe này. Ui. Sắp sửa có con ma ở đây này. Sắp sửa có con ma nó ở cửa kính này. Đấy. Xong lại có con ma nó chạy ngang qua đường. Đấy, các bạn thấy không? Con ma chạy ngang qua đường. Bây giờ chúng ta sẽ không dừng lại ở bất kỳ điểm nào nữa, mà cứ thế đạp ga thôi. Chúng ta cứ thế đạp ga thôi các bạn ạ. Đạp ga đi hết con đường này. Cố lên, cố lên, cố lên. Không dừng lại, không dừng lại. Lấy được ending 1 không đây? Ồ, chúng ta đi qua trạm 701 rồi này. Bình thường là đến trạm 701 là nó sẽ dừng lại, nó bảo là chúng ta đã hoàn thành. Ui, các bạn nhìn này. Ghê không? Ghê không? Trên xe toàn ma luôn. Này. Trên xe toàn ma luôn các bạn ơi. Quá kinh khủng luôn. Này, trên xe toàn ma luôn nhá. Ui, chết rồi. Chúng ta lao xuống vực à? Ui. Ủa. À đây này, con ma đây này. Con ma, con ma. Vậy là kiểu gì con ma nó vẫn bắt chúng ta các bạn ạ. Ấy. Hết game à? Mình nghĩ vậy là hết game các bạn ạ. Rồi, ending 1/5. Vậy là chúng ta đã có đủ 5 ending rồi các bạn nhé. À đây là, đây là kính này. Đây là cái gì đây? À vé, vé xe, vé xe, vé xe, vé xe. Đây là camera. Game này làm gì vậy anh? Game này là lái xe khách chở những cái người, người ta đi dọc đường bạn ạ.
thôi. Thử thách tông hết xe trên đường. Đây nha, đây nha. Chúng ta bắt đầu đi này. Cũng không khó lắm mà. Cũng không khó lắm đâu các bạn ơi. Không bấm còi được nhở? Hãy mở cửa. Anh ơi, Hà Nội, Lào Cai 300.000 anh ơi. Vâng, chào anh. Hà Nội, Lào Cai 300.000. Mời anh lên xe. Chào anh. Stop 661. Vâng, 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 vâng. Đây, đây, vé anh đây. Anh rút nhanh cái tay lên. Chậm chạp, chậm chạp. Sao lại là Hà Nội, Lào Cai? Ủa thì không Hà Nội, Lào Cai thì đi đâu? Ơ, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Sao xe nó lại bị nhiễu sóng là sao đây? Đi vào trái tim anh Lucy à? À, cũng được bạn ơi. Ở đây có người không? Có người không nhỉ? Hà Nội, Lào Cai 300.000 anh ơi. Không có ai à? Không có ai thôi. Đừng có đi vào. Đừng có đi vào á. Đừng có đi vào á. Để tao đi vào vậy. À không đi vào được anh em ạ. Không đi vào được. Giống mấy ông lái xe dù quá. đi bắt khách dọc đường. Ô cái gì đấy? Đến bến rồi, đến bến rồi. Phải lùi lại hả? Mình có đi qua chuyến không nhỉ? Mình có đi qua cái bến xe không nhỉ? Có đâu ta? Nó ở trên kia mà. Đây. Đây. Dừng ở đây. 661 đây. Anh ơi. Đến nơi rồi anh ơi. Anh nhanh cái chân lên cho em đi nào. Chạy này. Lần sau đừng có đi xe này nữa nhá. Chậm chạp. Rồi ok, bây giờ chúng ta đang đổ đèo các bạn ơi. Các bạn thắt dây an toàn vào nhé. Người ta già từ từ. Chả có ai là già cả. Ở đây tôi già nhất rồi. À, anh em ơi, tí nữa này chúng ta sẽ tạt vào cái chỗ mà mua sữa chua rồi caramel rồi bánh sữa rồi các thứ anh em nhá. Anh em vào anh em mua ủng hộ chủ nhà nhá. Mình nghỉ xe một tí. Nghỉ tay. À đây. Chị ơi. Ăn trong hát xe. Ui, chị ăn mặc sexy thế. Riêng chị em miễn phí luôn. Ui, bây giờ giới trẻ ăn mặc táo bạo thế nhỉ. Ủa, nó ngồi đâu vậy ta? À đây, nó ngồi đây. Hình ảnh Lucy bắt nạt ông già. Anh em lại nói thế. Chào bạn, bé xía. Chị ơi, chị đi đâu nhỉ? Anh Lucy gu hơi mặn. À, chị không biết đây là đường của bố em xây. Nên là em cứ đi ra giữa đường thôi. Ở đây, đây. Đây lại có người anh em ạ. Đây lại có người. Ui, lại một chị khác. Chào em. Vâng, chào em. Em lấy cái vé nhanh tay lên rồi em cút xuống kia nhá. Nhanh. Thanks driver. Vâng ạ. Ui. Chào bạn. À đó con.
Chào bạn Chê. Thế sao lại có con... Thế sao lại có cái mặt con ma ở đấy nhở? Đây là người mà. Tôi chết rồi. Cái ông già kia, ông ấy trả thù. Cái ông già kia, ông ấy trả thù. Em chào anh ạ. Ôi trời ơi, không phải cái xe buýt chết tiệt này. Thế mày có lên không? No, I don't think so. No way. Tao không lên not đâu. That bus. No. Không phải cái xe này. I might be dumb, but I ain't that dumb. You think I'm getting on that bus? That bus? Oh no. No freaking way. No. Ok á. Thằng nó chạy đi đâu ấy nhở? Ô, nó chạy đi đâu rồi? Chào bạn Khả Hân ạ. Chào bạn đến chuyến xe tình yêu của mình. Mình sẽ chở hành khách đến tận cùng của chân trời khoái lạc. Có cái gì đâu, anh em cứ bảo check cam. Check cam có cái gì đâu. Đấy, hỏng cam rồi. Có cái gì đâu. Chào bạn Alex Salan. Ôi, đây rồi. Sắp đến điểm dừng rồi. Chào bạn Quy Phan Thảo Năm. Ai xuống đi nhờ. That guy was right. Bad vibes on this bus. Thằng kia nói đúng, trên cái chuyến xe này có cái gì đấy ghê quá. Cảm ơn nhé, hãy an toàn nhé anh tài xế. Ok. Lạ thế nhở, sao anh em lại cứ bảo xe của mình bị làm sao? Chào bạn cứ tin tôi ạ. Anh em lại cứ bảo xe của mình bị làm sao là sao đấy? Mình có thấy làm sao đâu. Ủa? Chào bạn, cảm ơn bạn Dây Co Mi Trí đã donate cho mình ạ. Chào anh. Hà Nội lặng. Ui. Có con ma này anh em ơi. Con ma này. Chào bạn Tirat ạ. Cảm ơn bạn đã tặng cho mình một GG. Có con ma này anh em ơi. Em có nhìn thấy không nhở? Không biết là anh em có nhìn thấy con ma này không? Đây này. Đây này. Ủa? Ông khách ông ngồi đâu vậy? Cái gì vậy? Chào bạn 1A2I3T. Cảm ơn bạn đã xem livestream của mình ạ. Hello bạn nha. Không bấm được còi nhỉ. Cái gì đấy? Chào Pika Long nha. Xem like cưng mà nói. Anh ơi, anh xuống chỗ này đúng không? Hay là ai lên à? Cảm ơn bạn đã tặng cho mình một cái gì đó mình không nhìn được à? Một xu ạ.
Ủa, có ai đâu nhỉ? Có ai lên xe đâu? Tại sao lại bắt mình dừng nhỉ? Xem like cưng mà nói là sao? Ẩu rồi đấy ba, ra sao? Ô cái gì đấy? Cái gì đấy nhở? Chào anh, mời anh lên. Cái xe buýt này thì không hề tốt tí nào. Ô, sao anh lại nói thế? Ngày đầu tiên em đi lái xe mà gặp ai người ta bảo em xe của em nó không tốt là sao? Anh em bị làm sao ấy nhở? Hả? Hai thằng kia biết nhau hả? Ui! Đi lái xe xe khách các bạn ạ. Hello there, welcome aboard to your first day at Boss. Thanks for filling in so quickly. It's been hard finding replacement drivers after the previous ones. Sao ra lái xe bên tay trái à? Pick up any passengers you see at the stop. Drop them off at the stop after the meeting, not before. Hôm nay nhất anh em nhé, hai siêu phẩm. Có gì hướng dẫn không? I look normal, but... Chào bạn, Radiance Love. Anh ơi, yêu cầu anh về ngay chỗ ngồi. Cho nó vé đi. À quên, em xin lỗi. Đây. Mời anh cái vé ạ. Anh lấy vé đi anh. Cái gì đấy? Ủa? Cái gì đấy? Hello there, welcome aboard to your first day at Boss. Thanks for filling in so quickly. It's been hard finding replacement drivers after the previous ones. Pick up any passengers you see at the stop. Drop them off at the stop after the ding, not before. The stop after 665 is out of service. Might look normal, but well, maybe just use your best judgment. Try to keep moving as well. Can be a bit sketchy out there. Try not to panic. Don't stay still too long. And there's a cuddly kitty on the dashboard you can pet if you start freaking out too much.
Thôi, ông Malo này say rồi. Ê, rồi, rồi, chúng ta sẽ dừng ở đây. Chào anh. Ủa, vẫn còn một ông mà. Chúa sẽ giúp bạn. Thế hả? Ông kia ông vẫn ngồi ở sau lưng. Rõ ràng ông ấy ngồi đằng sau mà không thấy ông ấy trên camera. Có ai không nhỉ? Không có ai anh em ạ. You actually made it. You mean you're still alive? I mean, of course you're still alive. Well, Sam will take over from here. À, ending 5/5 này. Ok, vậy là game đã kết thúc ở đây rồi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye. Bruh.